Chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Video hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2022. Hiện tại là 20 giờ 30 phút. Phong DIY sẽ có chương trình livestream thanh lý và xả rất là nhiều những cái mặt hàng mới và rất là hot anh em nhé. Em có thể xem trên đây có rất là nhiều cái sản phẩm mới và hôm nay lần đầu tiên Phong DIY bán ở trên kênh luôn. Và cũng như cái sản phẩm mà nó rất là hot, hôm nay nó về hàng nha anh em. Đó, có rất là nhiều sản phẩm mới. Đó, đèn hôm nay nó về V2 nè. Em thấy chưa? Rồi đèn kẹp, bình nước xịt này, rồi cây lau nhà giá chỉ có vài chục ca thôi. Hôm nay sẽ làm một cái sản phẩm dự là sẽ rất là hot luôn. Nguồn tổ ong Minwell chính hãng này, hàng công nghiệp này, rồi đèn xenon này. Rồi rất là nhiều những cái món lạ lẫm anh em nhé. Sau khoảng 15 phút nữa, tức là khoảng 20 giờ 45 phút thì có thể hẹn gặp anh em trên chương trình livestream thanh lý các cái sản phẩm mới của Phong DIY. Đây, hôm nay sẽ có dao Nhật này, các loại dao sashimi này, rồi dao Thái và dao chặt cỡ nhỏ này. Cây lấy dấu hôm nay thì giá sẽ rất là rẻ luôn. Đây, giá đỡ điện thoại này, búa này, rồi ray chuột Đài Loan anh nhé, ray chuột âm của Đài Loan này. Đây, 3 tầng. Đèn LED mini USB combo 5 cái giá cực rẻ này. Rồi móc khóa nha, móc khóa dao cho bưu tá này. Rồi bút thử điện hôm nay chỉ có mười mấy ngàn một cây thôi. Bút thử điện thông mạch hôm nay chỉ có mười mấy nghìn một cây thôi. Mẫu này của Fuka thì giá nó tới 100 mấy luôn anh em. Đó, đầy đủ nha. Bec xoay 4 hướng này. Rồi bơm nước mini này. Rất là nhiều những cái mặt hàng mới cũ. Bơm Mỹ thì vẫn còn một ít anh em nhé. Hàng tồn kho thì còn có vài cái thôi. Bình nước xịt này. Đấy, rất là nhiều thứ. Ok, đèn 4 cánh, đèn 5 cánh, lốp xe, các thứ anh em cần hàng cũ, hàng mới gì. À, hôm nay còn có ống nữa anh em. Ống ống phun rửa xe tiêu chuẩn Hàn Quốc và Nhật Bản anh em nhé. Chất lượng Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì 10m, 20m, 50m, 100m giá sẽ là cực rẻ luôn. Hàng tồn kho, giá xả cực rẻ cho anh em luôn nha. Rồi, hẹn gặp anh em khoảng 15 phút nữa. Tức là khoảng 20 giờ 45 phút trên kênh của Phong DIY. Đừng quên bấm like và chia sẻ và đăng ký kênh của Phong DIY để xem những video hấp dẫn nhất anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em.